Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Đẹp Đẹp Vlog của mình, nơi mà các bạn có thể cập nhật được những kỹ năng, những kinh nghiệm trong lĩnh vực spa, đồng thời cập nhật được các mẹo làm đẹp tại nhà. Mình cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc vì được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Chống nắng là bước cuối cùng trong quy trình chăm sóc da ban ngày và cũng là bước rất là quan trọng, vì kem chống nắng giống như một lớp màng bảo vệ da, tránh bị tác hại của các tia cực tím. Do đó, nó giúp bảo vệ da không bị cháy nắng, sạm đen, thậm chí là bảo vệ da tránh cái tình trạng lão hóa da sớm. Do đó, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sức kem chống nắng cho vùng mặt như thế nào để bảo vệ da được tốt nhất nhé các bạn. Mời các bạn tiếp tục theo dõi video của mình. Kem chống nắng là bước cuối cùng trong quy trình chăm sóc da ban ngày, tức là mình sẽ sức kem chống nắng sau các bước dưỡng và trước khi trang điểm. Da của mình đã hoàn thành xong các bước dưỡng rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ sức kem chống nắng. Các bạn có thể tham khảo thêm ha. Trước khi sức kem chống nắng thì mình sẽ lắc đều cái tuyết kem chống nắng này lên và lấy một lượng vừa đủ. Đối với mặt thì 1g trên một mặt, thì mình sẽ ước lượng 1g trên một mặt bằng cách sử dụng quy tắc ngón tay trỏ các bạn. Mình sẽ lấy một lượng từ đầu ngón đến đuôi ngón. Mình lấy một lượng như thế này này các bạn. Sau đó mình sẽ tán đều kem chống nắng lên mặt của mình. Đầu tiên mình sẽ chấm lên các điểm. Để sức cho cả vùng mắt nữa nha các bạn. Vùng mắt da của chúng ta nó rất là mỏng manh, nên mình cũng cần sức kem chống nắng để bảo vệ cái vùng da này. Sau đó mình sẽ tán đều kem chống nắng ra các điểm. Mình sử dụng kem chống nắng là dạng gel trong suốt các bạn. Các bạn lưu ý khi mình sức kem chống nắng thì mình nên chia đều các điểm, sau đó mình sẽ tán bỏng đều ra toàn mặt để tránh không có vùng da nào bị bỏ sót. Khi sức là mình lưu ý mình cũng sức ngang ra hoặc là mình xoay ra hình vòng tròn. Mình không kéo xuống nha các bạn. Kéo xuống dễ làm cho da của chúng ta bị nhanh lão hóa do bị trùng nhão chảy xệ. Tiếp theo đến vùng mắt thì mình sẽ dùng ngón áp út để mình sức kem chống nắng cho vùng mắt, vì lực tay của ngón áp út là nhẹ nhất, nên mình sẽ dùng ngón này để tránh tạo áp lực lên vùng da mắt nha các bạn. Mình cũng sức nhẹ nhàng lên vùng da mắt. Rồi, tiếp theo mình sẽ sức lên tay. Cổ.
sau khi mình sức lên mặt, cổ, tay thì cái phần kem chống nắng của mình vẫn đang còn, thì mình sẽ đợi khoảng 5 phút sau để cho cái lớp kem chống nắng mình sức ban đầu nó khô hoàn toàn rồi mình lại tiếp tục sức lại một lần nữa nhé các bạn. Bây giờ đã được 5 phút rồi các bạn, vùng da mặt của mình kem chống nắng đã thấm vô rồi thì mình tiếp tục sức cái phần còn lại lên mặt. Và cái lần này thì mình sẽ chú ý mình sức ở cái vùng gò má nhiều hơn một xíu, do vùng hai bên gò má của chúng ta là những vùng nhỏ và nhọn, nó tiếp xúc ánh nắng nhiều hơn và dễ bị cháy nắng, sạm đen cũng như là dễ bị tàn nhang và rám nắng nhiều hơn, do đó mình sẽ sức ở cái vùng má nhiều hơn nha các bạn. Như vậy mình đã sức xong kem chống nắng rồi các bạn. Và các bạn lưu ý sau khi mình sức kem chống nắng xong thì mình phải đợi từ 3 5 phút sau mới trang điểm. Hoặc mình phải đợi khoảng 20 phút sau mình mới đi ra ngoài nha các bạn. Ngoài ra các bạn cũng lưu ý là mình nên dặm lại kem chống nắng sau 1 đến 2 3 giờ. Nếu bạn thường xuyên hoạt động ở ngoài trời thì bắt buộc 2 3 giờ sau bạn phải sức lại kem chống nắng để đảm bảo cho da được bảo vệ tốt nhất. Vì tuy các dòng kem chống nắng hay thường họ sẽ có cái độ SPF là 30 hoặc 50, tức là bảo vệ da được khoảng từ 5 đến 8 tiếng, nhưng do ma sát, do môi trường, do mồ hôi thì cái lượng kem chống nắng của chúng ta nó đã bị mất đi một ít rồi. Do đó để bảo vệ da tốt nhất thì mình nên sức lại kem chống nắng sau mỗi 2 đến 3 giờ để bảo vệ da tốt nhất. Ví dụ như khi các bạn đi ra ngoài nắng, các bạn đeo khẩu trang vô là cái lớp kem chống nắng của chúng ta nó ma sát với cái lớp khẩu trang này đã mất đi một lượng kem chống nắng rồi các bạn. Nên các bạn lưu ý là mình nên dặm lại kem chống nắng sau 1 đến 2 3 giờ trong trường hợp các bạn hoạt động ngoài trời nhiều. Còn trong trường hợp mình là người nội trợ, mình ở nhà thì mình nên sức kem chống nắng tối thiểu là một lần. Ví dụ như sáng mình sức kem chống nắng thì khoảng cỡ 12 giờ trưa mình sức lại một lần nữa. Với điều kiện mình ở trong nhà 100%. Còn ví dụ như các bạn là nhân viên văn phòng thì mình nên sức lại kem chống nắng tối thiểu là 2 lần. Trưa một lần, hoặc là trưa khoảng 11 12 giờ một lần, và chiều khoảng cỡ 4 giờ một lần là ok các bạn. Còn nếu hoạt động ngoài trời liên tục thì nên sức lại kem chống nắng sau mỗi 2 đến 3 giờ để bảo vệ da tốt nhất nha các bạn. Như vậy mình sức lại kem chống nắng với một lượng bao nhiêu là đủ? Thì Không chống đối nắng với lên. việc sức lại kem chống nắng thì mình chỉ cần khoảng 5 trên một lần là được các bạn, tức là mình sử dụng khoảng hơn hơn một đốt tay trỏ một xíu là ok nha các bạn. Ngoài ra các bạn cũng nên lưu ý đối với vùng da thường, da đang điều trị nám tàn nhang bằng các phương pháp, hoặc là trẻ hóa da bằng các phương pháp laser, lăn kim, phi kim hoặc vi kim tạo biển thì mình bắt buộc phải sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da được tốt nhất, tối ưu nhất. Trong trường hợp những vùng da nào đang gặp phải các cái tình trạng như là mụn viêm, mụn bọc khá là nhiều thì mình không nên sử dụng kem chống nắng mà mình nên điều trị để cho tình trạng mụn viêm, mụn bọc của mình hết rồi mình mới chăm sóc da và thực hiện cái bước sức kem chống nắng cho da nha các bạn. Như vậy mình đã hướng dẫn cho các bạn cách sức kem chống nắng để bảo vệ da được tốt nhất. Các bạn có thể tham khảo thêm ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh và thông báo để cập nhật những video mới nhất từ Điềm Đẹp Vlog nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye.